Thị trường chuyển nhượng hè 2023 đã mang đến cho Man United sự lạc quan với những tân binh chất lượng. Trong thâm tâm của các Red Devils chân chính, có lẽ chiếc cúp bạc cùng vương miện vàng của xứ sở sương mù đang là bảo vật mà họ khát khao nhất. Không ai có quyền đánh thuế giấc mơ, dù có thể là việc lên ngôi ở ngoại Anh luôn kéo theo vô số thử thách cực đại. Câu hỏi đặt ra là, đến thời điểm hiện tại, Man United đã đủ sức vô địch Premier League hay chưa? Trước hết, chúng ta hãy đến với những phát biểu của người cũ Man United, Ander Herrera, về thực lực của Quỷ Đỏ. Mới đây, MU hòa một đều với Athletic Bilbao. Đây là trận đấu giao hữu cuối cùng của Quỷ Đỏ trước khi chính thức bước vào mùa giải mới. Trong trận đấu này, tiền vệ Ander Herrera đã có dịp tái ngộ với đội bóng cũ. Đã 4 năm trôi qua kể từ khi cầu thủ người Tây Ban Nha chia tay Old Trafford. Sau 4 năm khoác áo PSG, tiền vệ sinh năm 1989 trở lại quê nhà, khoác áo Bilbao từ mùa hè năm ngoái. Chứng kiến sự tiến bộ của MU dưới thời Erik ten Hag, Ander Herrera không giấu nổi sự phấn khích. Anh cho rằng, Quỷ Đỏ giờ đây đang có trình độ rất gần với Man City. Tôi rất lạc quan về Man United vào mùa hè này. Tôi có xem hiệp 2 trận đấu của MU với Lens, đội bóng đã thi đấu xuất sắc. MU thời gian qua đã có rất nhiều tiến bộ. Theo tôi nghĩ thì Man United đã tiến gần tới đẳng cấp của Man City ở thời điểm hiện tại. Ngày hôm nay, Bilbao có một trận đấu tốt trước MU. Đáng tiếc rằng, sau khi nhận thẻ đỏ, chúng tôi đã mất thế trận và bị gỡ hòa. Chúng tôi đang nỗ lực chuẩn bị cho mùa giải mới. Tôi sẽ cố gắng cùng Bilbao có được hành trình tốt. Ngoài ra, tôi cũng ủng hộ cả MU nữa. Hy vọng rằng cả hai đội bóng sẽ có một mùa giải tuyệt vời. Có thể đây chỉ là góc nhìn cá nhân của Ander Herrera và phần nào đó cũng mang yếu tố tình cảm dành cho đội bóng cũ. Thế nhưng nếu suy xét kỹ, nhận định của tiền vệ Bilbao cũng có cơ sở. Chỉ ít là Quỷ Đỏ đã tiến bộ hơn chính họ so với mùa trước. Man United lúc này đã tạo được cho mình tân binh Andre Onana, một thủ thành mang hơi hướng hiện đại mẫu mực. Bạn có thể thấy rõ những tập thể hùng mạnh bậc nhất nước Anh hiện tại đều sở hữu các thủ môn chơi chân giỏi. Liverpool có Alisson, Man City có Ederson, còn Arsenal thì có Ramsdale. Vậy nên Onana chính là sự bổ sung mang tính bảo chứng cho tầm vóc của Quỷ Đỏ. Khả năng phối hợp cùng với bộ tứ vệ, dùng chân thuần thục và phát động tấn công tốt, Onana giúp bộ máy của Erik ten Hag hoạt động trơn tru hơn. Thủ thành người Cameroon phần nào giải quyết được vấn đề mà người tiền nhiệm David De Gea gặp phải. Sự bình tĩnh trong phong cách thi đấu của Onana vừa giúp các đường truyền về của đồng đội giảm bớt rủi ro, vừa tạo tiền đề cho Erik ten Hag triển khai được trọn vẹn lối chơi phát triển bóng ngay từ phần sân nhà. Một triết lý được những nhà vô địch ngoại Anh gần nhất như Man City và Liverpool coi trọng. Nhìn chung bộ mặt của Man United đã cải thiện ít nhiều với sự góp mặt của Andre Onana. Cựu sao Inter chắc chắn là niềm hy vọng vô địch của đội chủ sân Old Trafford mùa giải tới. Trải qua một mùa giải làm quen với đội bóng, Erik ten Hag lúc này cũng dần định hình được phong thái đồ cũng như tạo tính gắn kết cho tập thể Quỷ Đỏ. Đó là một yếu tố quan trọng cho các tham vọng được đặt ra đối với đội chủ sân Old Trafford. Thành công của Man United dưới thời Sir Alex trước đây bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cá tính và tính quản lý nghiêm khắc của ngài máy sấy tóc. Đối với thời điểm hiện tại, Erik ten Hag cũng tạo được thiết quyền lập cho riêng mình. Mọi cái tôi đều bị nhấn chìm dưới bàn tay của thầy 10. Thay vào đó là một Quỷ Đỏ hình thành khối thống nhất trong tinh thần và chí hướng. Chưa nói về mặt thực lực chuyên môn, muốn vô địch ngoại Anh, Man United cần tạo được sự đoàn kết trước tiên. Ngoài ra, lối chơi của Man United qua chuyến thi đấu hè vừa rồi cũng ít nhiều cho thấy sự khởi sắc. Các cầu thủ chăm pressing hơn, mạnh dạn phối hợp nhóm nhỏ để thoát vây ngay từ phần sân nhà. Đồng thời là đa dạng được các phương án tấn công. Bản lĩnh của các nhân tố trụ cột trên sân cũng được củng cố. Bruno Fernandes trong vai trò tân thủ quân của Man United cho thấy tầm ảnh hưởng đầy cá tính đối với tập thể. Cá nhân Rashford sau khi ra hợp đồng cũng cho thấy tinh thần tận hiến. Những ngôi sao tối quan trọng khác như Varane, Lisandro Martinez hay Casemiro như thường lệ vẫn tạo ra được uy tín trên sân. Lối chơi, tinh thần và con người, các dấu hiệu tích cực từ ba phạm trù này chính là tiền đề của Quỷ Đỏ cho Premier League mùa giải tới. Thế nhưng liệu bấy nhiêu khía cạnh vừa đề cập ở trên đây có đủ để thầy trò Erik ten Hag xoán ngôi Man City? Hơi cay đắng, nhưng câu trả lời có lẽ là chưa. Song hành với sự khởi sắc của Man United còn có các vấn đề tồn đọng ảnh hưởng tiêu cực đến giấc mơ ngoại Anh của đội bóng chủ sân Old Trafford. Đầu tiên là câu chuyện thống kê thành tích sân khách. Mùa trước, Man United thể hiện những bước tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của Erik ten Hag. Quỷ Đỏ về đích thứ 3 tại Premier League, chỉ sau Man City và Arsenal. Qua đó, đánh dấu sự trở lại tại Champions League. Bước vào mùa giải mới, Man United sẵn sàng cải thiện thành tích để có thể cạnh tranh song phẳng những danh hiệu. Nhưng để làm được điều này, thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag cần nhanh chóng cải thiện những vấn đề còn đang tồn đọng. Cựu danh thủ Gary Neville mới đây thẳng thắn chỉ ra một trong những vấn đề tồn đọng lớn nhất của Man United tại Premier League mùa trước. Nó không gì khác ngoài thành tích đá sân khách tương đối hạn chế, đặc biệt với các đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng. Gary Neville chia sẻ, Man United có thành tích đá sân khách tệ hại khi chạm trán các đối thủ ở nửa dưới bảng xếp hạng. Nhưng trận đấu khó khăn nhất nằm ở các trận chiến với những đối thủ mạnh như vậy. Rõ ràng, Man United cần khắc phục những vấn đề này. Man United có thành tích thảm họa khi chạm trán Brentford, Brighton, Liverpool và Man City. Tất cả các trận đấu đó chỉ ra hàng loạt vấn đề tại đội bóng. Tôi cảm thấy xấu hổ nhất là thất bại 0-7 của Man United trước Liverpool. Đặc biệt là cái cách toàn đội không thể kiểm soát được trận đấu trong hiệp 2. Thực sự thì Liverpool ở trận đấu ấy chơi không tốt đến vậy.
Một trong những yếu tố then chốt để Man United cạnh tranh danh hiệu Premier League chính là hàng phòng ngự, khu vực thiếu ổn định bậc nhất kể từ thời hậu Sir Alex Ferguson. Chuyến giữa đấu hè vừa qua phần nào cho thấy khả năng phòng ngự của Man United cho đến lúc này vẫn gặp nhiều vấn đề nan giải. Ở trận thua trước Dortmund, điểm nhấn của cuộc đối đầu này không phải là cơn mưa bàn thắng tại Las Vegas mà là màn trình diễn thảm họa nơi hàng thủ. Cả ba bàn thua của Man United đều do lỗi ở hàng thủ, sai lầm nối tiếp sai lầm. Đến trận thắng Lens, Dalot mắc lỗi chuyền bóng bất cẩn ở phần giữa sân khiến cho Onana không kịp trở tay. Để rồi đến cuộc đối đầu mới nhất với Athletic Bilbao, Maguire lại trở thành nhân vật chính với đường kỳ pass không thể nào tin nổi cho đội bạn. Đó chỉ là những sai lầm dẫn đến bàn thắng được liệt kê. Ngoài ra, còn có những tình huống bất cẩn khác ở hàng phòng ngự quỷ đỏ. Điều này khiến cho người mộ đội đỏ thành Manchester thực sự lo lắng. Dù phần lớn những cái tên phạm sai lầm là các phương án dự bị, tuy nhiên, một trận đấu chỉ mang tính chất giao hữu mà họ đã phạm nhiều sai lầm thì khi bước vào mùa giải chính thức sẽ chơi như thế nào? Muốn vô địch Premier League phải hội tụ nhiều yếu tố, trong đó sự quyết liệt trong khâu bảo vệ mảnh lưới rất được đề cao. Man City nhiều mùa giải gần đây thiết lập được thế thống trị cũng bởi lô cốt phòng ngự vững chắc. Pep Guardiola đầu tư tiền bạc vào hậu vệ và trung vệ, mới nhất chính là hợp đồng của tân binh đắt giá Guardiola. Ở bài toán hàng công, sự xuất hiện của tiền đạo mục tiêu đầy tiềm năng như Rasmus Højlund mang đến nhiều niềm tin. Tuy vậy, qua loạt trận giao hữu vừa qua, khả năng tận dụng cơ hội vẫn là vấn đề nan giải đối với Erik ten Hag. Trong đó, Jadon Sancho và Antony chính là bộ đôi để lại nhiều thất vọng với những tình huống xử lý thiếu chất lượng. Bên cạnh đó còn là Mason Mount cùng lời nguyền số 7 MU ám ảnh đôi chân khiến cho ngôi sao người Anh chưa thể tỏa sáng như mong đợi. Sau tất cả, chúng ta thừa nhận Man United đã tiến bộ, nhưng để nói là vô địch ngoại hạng Anh 2023-2024 thì còn hơi sớm. Trước mặt họ là Man City ăn bà, Arsenal bạo chi, Chelsea lột xác và Liverpool kỵ giờ. Quỷ đỏ có cơ hội vô địch Premier League, nhưng sẽ là thử thách cực khó.